có chuẩn bị, nhưng mà cuối cùng mình nhỏ cửa mình tụm bợ quá cho nên anh cũng không chịu nổi với cây bổ, cho nên bị gió bị tóc mỡ hết lột phái, cho nên rất toàn cảm. Con ôm sách vở con vô buồn chứ con sợ không có con Hà. Con nhắc coi ít con cứ kể đi. Dạ thôi, nó là gió nhẹ nhẹ là cái tới cái lần lần gió mạnh lên lần cái nhọn nghiêng qua cái rét rét rồi cái hai mẹ con ba mẹ con sợ quá dọn lên nó ung quậy cái túi đựng gió mạnh không nữa cái chạy lên dần dần ra chơi rồi cái mưa ra kêu người sang đường ngõ chứ. Thấy sợ không gì được. Sợ lâu và buồn. Lỡ thấy nhà sập và đổ. Thì trong thời gian bão là không có học sinh ở trường. Nhưng mà qua cơn bão thì là trường nó bị thiệt hại, nó bị tốc mái và các loa phòng ở trường là bị hư hỏng hết. Thấy một ba đó chú. Với là ba ở ra xa ai nữa. Rồi lúc đó con thấy ba đó thì con thấy ra, con cảm thấy ra. Sợ. Xa tập như vậy cho một số là số chỉ mang và một số tông để chạy tới con nhỏ. Tại vì sao ở trường con đi học mà không sợ không lo nữa? Dạ, thế giới chú sai lúc đó nhà có một cái nhà nó sai là không sợ. Sau đó được sự hỗ trợ của các cơ quan thì chúng tôi đã tu bổ lại cái mái nhà và cái lò phong. Cũng thấy hồi nữa là nhà tam bại đang ở vô đây cũng có nhà còn còn yên tĩnh. Với lại con bà là đi không mưa không sợ gió không sợ bổ nữa. Con mừng con có nhà ở của ai nhà hướng nữa. Thì thái chơi cũng rất cũng mừng chứ còn không biết nó ra nữa chứ cái trời luôn cái nhòa thì cái mày kính đố rồi mẹ con ở thì con đi học kia cũng vui vẻ rứa đó cũng mừng chứ còn không biết nó ra nữa thấy chứ sau khi mà các em đi học thì được nhìn thấy mà cái lo không được đóng lại thì các em rất là vui mừng bởi vì là các em là nghĩ là không bị là ngồi học dưới mấy trường là bị giọt mất nữa cho nên cái phòng nó cũng khó khăn cho nên ước mơ này mà cuộc sống của mình nó đầy đủ hơn một chút, đâu có tiền có vật để cho con ăn học đến nơi đến chốn cũng như một cậu, đó là quý nhất. Chứ còn không ngồi ra không có vấn đề. Lần nghe tiếng cậu văn có cái ra hàng ngôi lớn rồi, cậu dẫn hát tác, mà hát tác, hàng ngầu TV hát. Giờ lần tiếng hát. Làm tin học hả? Dạ. Làm tin học lại làm gì? Quản lý về kế toán. Con ước làm bác sĩ. Tại sao? Làm bác sĩ cứu dân. Dân nào? Dân của cậu, cửa bị đa. Cái đợt vừa rồi đó là ở đây chính quyền có cho luôn biết tôi đã được có hộ được đi tập huấn này đó và ở trong cái khu vực này cũng được nhiều người đây. Bóng cái tại chỗ đó là trước tiên là chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, rồi lương thực tại chỗ, rồi phần bị tại chỗ, tức là những cái ga thuyền ở tại chỗ, tức là phương tiện đó, gọi là phương tiện tại chỗ. Khi mà tổ chức cầm tầm nhìn đã hỗ trợ về cái trang thiết bị thì tôi thấy là như áo đi mưa, áo khô, ống thì nói chung là cho cá nhân của những thành viên trong đội xung kích nên là nói chung là khi đi vận động nhân dân là được là an toàn. Về những dụng cụ khác chẳng hạn như loa hay là phao cứu sinh hay là túi cứu thương là những cái dụng cụ là nói chung là thì qua cái tập huấn là tôi thấy rất là ích lợi cho dân chúng tôi này bởi vì họ chỉ rõ những cái việc mình phải đề phòng trước tiên rồi lo những cái việc là trong gia đình mình không chứ mà họ lo cho mình rất là chi là chu đáo.